Không có ai. Ba năm trước con. Rồi con muốn cúng cho ba năm thì con để lên đi. Cháu. Con A này này con xá chưa? Con xá rồi. Xá rồi hả? Rồi xá lại lần nữa. Rồi chắp tay lên đó ba Long. Gần tới sinh nhật con rồi. Gần tới sinh nhật của con rồi. Ba Long ơi. Ba Long về nhà chơi với con. Ba Long về nhà chơi với con đi. Con có thương ba Long không? Cháu thương ba Long. Rồi xá 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 ba Long với gái đi. Rồi xong rồi xong chưa? Xong. Nó nói ba Long ăn trái cây không? Ăn trái cây. Lên lắm. Hả? Ăn ba Long. Ba Long ơi ăn trái cây đi. Ba Long ơi ăn trái cây đi. Rồi. Đã xong. Đã xong rồi đó hả? Ok. Tới mẹ nha. Cháu. Đây. Cái này là không phải là cái miếng vải trắng nha. Cái này là cái tang. Cái tang mà hồi anh Long mất là Lan đội lên đầu của Lan đó. Đây là cái tang là cái tang Lan đội lên đầu Lan. Tức là biết sao không? Cái tang là Lan đội lên đầu của Lan á mà Lan chưa có xả tang thì mình phải giữ lại đây. Đó. Mình phải giữ lại khi nào mà mình xả tang rồi á thì mình mới đốt nó đi. Nhưng mà Lan chưa có xả tang. Lan chưa xả tang là cái hình nền màu đen của Lan vẫn còn ở trên cái nói chung hình nào cũng màu đen hết. Tức là Lan chưa xả tang. Đó. Cái này là không phải cái miếng vải.